trên hình cái hình ảnh TV Samsung sau khi mà lắp đặt tại nhà thì có một bác gửi cho em. Bác đó thì cũng đã lắp đặt một thời gian rất là lâu rồi. Và khi mà em bảo là bác đó bỏ hai cái miếng dán màn hình ở hai cái sườn, hai cái mép của TV ra thì bác đó không nghe. Bác đó cho rằng là để như thế thì mới tốt và muốn để như vậy để làm sao trong suốt quá trình dùng thì nó sẽ bảo đảm được là không có cái gì va đập vào mép của màn hình TV gây ra vỡ, gây ra hỏng. Hầu như tất cả những dòng TV của Samsung, những dòng TV màn hình QLED trở lên, ngoài nó tích hợp một cái miếng dán màn hình đi kèm, thì những dòng TV đó thì thường sẽ có hai cái lẹp trắng hai bên như ở trong hình. Còn tất cả những chiếc TV mà em có bóc ra trưng bày đây, kể cả những mã hàng của 2021 hay là những chiếc TV mới nhất đây, như một con khung tranh 65S03A có thêm một cái khung gỗ này, thì khi mà bóc ra thì đều có hai miếng dán ở hai sườn. Các bác sẽ phải bỏ ngay cái miếng dán đó ra, không được phép để cái miếng dán đó, bởi khi mà các bác dùng đây, chiếc TV dùng về lâu về dài hoặc vào thời tiết nóng lực mùa hè thì nó sẽ sinh ra nhiệt, và hai cái miếng dán đó thì nó sẽ có cái mảng keo ở cái bề mặt phía trong, nên là nếu mà các bác để lâu ấy thì nó sẽ tạo ra cái lớp keo bám rất là chặt vào bề mặt mặt kính của TV, ảnh hưởng nhiều tới thẩm mỹ là một. Thứ hai là kể cả các bác mà không bóc ra ấy, thì nó sẽ tạo ra cái giới hạn của màn hình, nó che đi một phần của màn hình, xem rất là ức chế và bực bội. Nó sẽ không có tác dụng gì cả trong cái quá trình mà các bác để TV tại nhà cả. Khi mà các bác để nguyên cái miếng dán như vậy thì về cơ bản miếng dán đó nó chỉ là cái có tác dụng trong quá trình mà TV được đóng hộp, được vận chuyển từ nơi sản xuất tới điểm bán hàng và từ nhà bán về tới nhà khách hàng thôi. Không có tác dụng bảo vệ và nó giới hạn màn hình, che bớt cái phần màn hình của gia đình các bác đi. Về lâu về dài nó tạo ra cái mảng keo bám, nó gây hỏng, gây vết ố rất là khó chịu với màn hình TV của gia đình nhà mình. Nên là các bác sẽ phải bóc nó ra, không được để hai cái miếng dán đó ở bên sườn. Đấy là lời khuyên của em. Còn với cái bác khách hàng đã mua rồi, em có góp ý, có tham gia nhưng bác không nghe, bác cho rằng cái quan điểm của bác để như vậy mới là đúng, thì em sẽ không có dám thêm cái lời góp ý hay là tư vấn gì nữa. Đấy, nhưng mà các bác mua về nhé, phải bỏ ra, đừng có để như vậy. Cảm ơn mọi người.